Hello các em, trong video này thầy sẽ sửa đề thi giữa học kỳ. Lộn, đề thi thử nhé, không phải đề thi giữa chế độ học kỳ chính thức mà đề số 2. Bây giờ đang là 12 giờ khuya. Thầy thức để thầy làm cái này cho các em cho xong. Thì tất nhiên nó sẽ còn nhiều việc để làm, nhưng mà việc nào nó xong cho xong một việc. Thầy mong rằng á, những cái thời khắc mà thầy rảnh rỗi như thế này, thầy bỏ ra để thầy giúp cho em, nó thể giúp cho em có được một cái tư duy giải tốt hơn. Nếu như các em tin lời thầy á, thì các em có ôn đàng hoàng hai cái đề mà thầy biên soạn cộng thêm cái đề của thầy Bảnh á, thì nếu như các em dành thời gian các em ôn, thầy nghĩ là các em sẽ kiểm tra không dưới 8 điểm đâu. Nhưng mà với vấn đề là phải 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 có một cái thái độ ôn đàng hoàng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải cái đề này. Bây giờ cái đề này á, là cái đề trắc nghiệm 40 câu mà thầy sẽ phân tích nó. Thầy sẽ phân tích nó từng chút từng chút từng chút, nhất là những câu cuối mấy em. Những câu cuối là những câu vector mà nó đòi hỏi mấy em cần phải có một cái gì đó tập trung cao mấy em mới hiểu được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải. Thì bây giờ mấy em hãy cố gắng là mình phải setting cái mindset là mình học rồi mình học thôi. Đừng có suy nghĩ là mình học là mình chắc chắn thành công. Mình đừng suy nghĩ chuyện đó. Có thể em học em không thành công đâu, nhưng mà cũng phải học đi. Ý ý thầy là vậy đó. Nếu em nghĩ là chắc chắn em sẽ thành công, em sẽ bị stress. Rồi giờ em chỉ có thể control những gì mình có thể control. Em không thể control những chuyện khác. Ví dụ như buổi sáng đó em bị đau bụng chẳng hạn, thì bây giờ cái chuyện đó thì bỏ qua một bên, tập trung vào việc là khi em học á, cái đòi hỏi đầu tiên là em có làm tròn bổn phận và nhiệm vụ của mình hay chưa. Đó là điều mà thầy lưu ý. Nhiều em á chưa có làm tròn bổn phận và nhiệm vụ của mình á, quay qua hỏi khi nào em thành công. Em phải làm tròn cái nhiệm vụ, cái công việc của mình trong cái một ngày trước đã, còn cái chuyện thành công nó sẽ đến sau. Đôi khi nó sẽ đến, cũng đôi khi nó không đến luôn, nhưng mà cũng phải làm. Ý ý thầy là dạy em cái mindset đó đó, một cái loại suy nghĩ đó, nó sẽ giúp em dễ dàng vượt qua những cái dường như không thể vượt qua nếu mà mình suy nghĩ kiểu đó. Rồi giờ câu số 1, phổ bệnh của mình đề tồn tại một số tự nhiên, sao cho cái này bằng không thì mình tập phủ định lại là cái này với mọi số tự nhiên thì cái này khác không, cho nên đáp án là đề. Mấy câu dễ thầy qua nhanh nha. Câu 2 cũng dễ nè, nó a giao b là lấy phần chung với ab đúng không, là số 1. Số 1, số 2 hết rồi, chơi số 1 số 2 thôi các em, đâu có số khác đâu. 1 2 là câu b. Next, câu 3 là chúng ta sử dụng định lý cos. Chúng ta có căn của a bình cộng b bình lộn, cái này là bc chứ, cái này là c, cái này là b, nên sẽ có căn của c bình cộng b bình trừ 2 cb nhân cos a. Nãy ra bc đúng không, là ra a đấy không, căn 4 bình cộng 5 bình trừ 2 nhân 4 nhân 5 nhân cho cos A là nhân 3 phần 5 đó. Rồi căn 17 là câu A. Câu số 2 là tìm A hợp B. Nhiều em đánh câu B, không phải là câu C mới đúng. Rồi chưa, câu B nó bị lục, nó bị lặp lại hàng quỷ trừ 2 này, đâu có được. Câu 4 C, A hợp B là lụm hết. Câu 5, câu nào sau đây là mệnh đề? Câu A, 5 là số nguyên tố là mệnh đề, một câu khẳng định chắc nịch luôn. Câu số 6, tính diện tích tam giác ABC khi mà cho hai cạnh một góc. Này ai chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ sử dụng công thức 1 phần 2 tích hai cạnh kề nhân sin góc kề, là 1 phần 2 nhân 4 nhân 6 nhân cho sin 30 đó. Mà sin 30 là căn 3 chia 2 cho nên là 6 là câu A. Câu số 7, tìm tập B hiệu A. B hiệu A lấy B bỏ A, như vậy là lấy nguyên cái cụm này bỏ 2 3 ra, bỏ 4 luôn, vậy nó còn 5 6 là con A.
Câu 8, cho góc alpha chạy từ 90 tới 80 mà để đây đúng. Bây giờ nếu á con chấm 8 này nè, nếu mà mình nhớ lý thuyết á, thầy mọi chuyện không có gì để nói, là nếu nhớ lý thuyết thì coi như là đánh được đáp án rồi đúng không? Nhưng mà lỡ không nhớ thì sao? Bây giờ lỡ không nhớ thì em cho đại alpha, cho đại thì từ 90 tới 80 thì cho khoảng 100 đi, 100 độ nha, cái thầy bấm coi cái nào đúng. Thì theo thầy mệnh đề đúng là câu A á, sin dương, sin của 100 độ là dương nha, nhớ nhớ chuyển sang chế độ độ nha. Ý nó hỏi là cái dấu của thằng sin đó. Cái gì ta? Là dương, ok, sin 100 độ là dương rồi. Câu 9, trong các bất phương trình sau, bất phương trình là bất phương trình bậc nhất hai ẩn, đó là bậc xy nó bậc một nha, là câu B. Câu 10, sử dụng ký hiệu này thì thầy sẽ để là trừ 43. No, cái này là C nha. 11, phủ định mệnh đề B, phủ định của mấy mọi là tồn tại, phủ định có lớn hơn nhỏ hoặc bằng, cho nên là câu D. 12, trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào đúng, làm sao để mình biết, làm sao để mình biết đẳng thức nào đúng, đó là chúng ta sẽ đi bấm máy. Theo thầy nghĩ là đẳng thức của câu D là đúng á, tại tôi bấm trước rồi mà. Cô tan của một cô an của 120 là 1/tan 120 mấy em, ra trừ căn 3/3 là D. 13, cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn x cộng hay y lớn hơn 3, hỏi cặp số nào sau đây là nghiệm của bất hệ bất phương của bất phương trình đã cho, thì chúng ta sẽ chúng ta chuyển này qua nha, rồi cho thế vô. Thầy kiểm tra cái nào là nghiệm x cộng hay, nếu mà em nhẩm được thì quá tốt rồi, được chưa? Là thầy bấm cho mấy bạn nhẩm được con x bằng -2 y bằng 1, rồi âm là tào lao rồi, là 1/2 nó phải dương nha, âm luôn không được, 1/2 bằng dương, ok là câu C rồi. 13C. 14, có bao nhiêu tập con của tập A có đúng 2 phần tử, là C24. Cái này thì hướng dẫn nhiều rồi, C24 là bằng 6 em, C24 là bằng 6, C24 là bằng 6, C24 là bằng 6. Next. Ok. 15, điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình. Bây giờ thầy sẽ nói cái thầy suy nghĩ nha. Sao để mình biết mình thế mà phải thế thôi. Ví dụ như thầy nhập cái này vô, thầy thế trước, thầy nhập cái này vô, mình nhập cái đầu tiên là x cộng 3y trừ 2, mình kiểm tra coi nó có lớn hơn bằng không không, x bằng trừ 1, y bằng 1, bằng không là ok nè, coi như là này ok, giữ lại. Câu B là trừ 1 không. Bây giờ mấy người nó tôi giải đó, là tôi nói cái suy nghĩ của tôi chứ không phải là tôi bắt mấy người nghe theo tôi, nhưng mà cái suy nghĩ của tôi là sẽ giúp mấy người có một cái vật liệu để làm. Câu B là không được, cái này còn nó không bằng không mà. Kiểm tra câu C. Và đôi khi cái suy nghĩ của thầy nó cũng gọi là nó cù bắp hơn em. Nó gọi là vậy đi. Có những em rất là thần thánh em nhìn cái em biết, còn thầy đôi khi có những cái thầy dạy rất là chậm đúng không? Nhưng mà đó cũng là cái một phần suy nghĩ của thầy, thì đừng có tin thầy, được chưa? Đấu với thầy luôn, nói chung thầy là làm thầy của em là chỉ mục đích là để em đấu với thầy mà thôi. Vậy là câu A với câu D là nhận đúng không? Thì làm sao để mình biết nhận A câu D, mình lấy cái này ở dưới mình kiểm tra cái nọ đó. Đó rồi, nói chung chủ trương giáo dục của thầy á là giúp mấy em suy nghĩ chứ không phải là chiếm lấy linh hồn mấy em, giúp mấy em suy nghĩ. Rồi bằng không là tào lao rồi, cái này phải lớn không, là câu A lỗi, đánh câu D, chỉ thế là D thôi, đảm bảo mấy người luôn nghĩa là D. 16, góc này dưới đây có cosin là một số âm, làm sao mình biết, mình bấm. Ủa, em có hai cách, một là em nhớ. Thầy bây giờ thầy bỏ qua những đứa nhớ nha, thầy bỏ qua coi như thầy em, nếu em nhớ câu này thì em cần gì nghe thầy nói nữa, đúng chưa? Góc nãy này bây giờ bấm nè, code 75
Không có âm đâu, có 75 là dương, nhưng mà có 125 là âm nha. Tại vì đó là góc tù của em, có góc tù mới âm. Là C. Đó. Câu 17 là một dạng công thức rồi mấy em. Bây giờ giả định em không nhớ công thức thì sao? Em cho đại. Em cho đại cái alpha, ví dụ như thầy cho đại alpha là 45 đi, ví dụ như vậy đi nha, tôi ví dụ như. Bây giờ tôi bấm thử rồi, tôi bấm sin của 180 trừ 45. Tôi kiểm tra coi nó có bằng sin 45 không, tôi bằng cách tôi trừ lại, tôi trừ sin 45, nếu nó bằng không thì nó đúng, nó không bằng không thì nó sai. Bằng không đúng không? Như vậy là câu A đúng. Tôi chắc chắn mấy người luôn là nếu như mấy người thử mấy câu khác này, mấy câu khác nó sẽ sai. Em cho đặt một cái alpha. Được chưa? Có thể em cho 20 luôn cũng được nữa. 18 cái này chúng ta xài định lý sin là xong rồi. Chúng ta có BC. Chúng ta sẽ có hai lần R lớn là bằng BC chia sin sin A là bằng BC chia sin 30. Như là bằng Siga R là bằng là nó nói mấy người ở đây mấy người đứa ship số nha, có nhiều đứa nó lạm dụng ship số nó kinh hồn luôn. 2 sin 30 mà sin 30 là 1/2 đúng không? Cho nên là cái 4. Tôi không thể tin nổi luôn, có nhiều đứa nó lạm dụng ship số kinh một cách kinh hồn. Câu 19 là giải, mấy em phải giải cái phương trình này nha, cái phương trình này như thầy thầy làm giống na ná cái đề trước của thầy bảnh rồi đó. 1 trừ 1 trừ 6 ra 3 với trừ 2 các em. 3 với trừ 2. Cho nên á để cái này nó giống nhau, nó bằng nhau mà thì em m phải bằng trừ 2 là câu B. Câu 20. Với giá trị nào của m thì cặp số này là một nghiệm của hệ bất của bất phương trình này. Giờ à, tức là đơn giản này là em thế x y vô hỏi. Đơn giản mà. Mấy người thế x y ở đây là mấy người sẽ có một cái cơ sở để tìm m x bằng 2 là này là 4. Y bằng trừ 1 thì cái này là trừ 1 nhưng trừ 1 là cộng cho m trừ 2 lớn hơn bằng 3, hiểu không? Tức là thế x bằng 2 y bằng âm 1 vô đây rồi giải ra m vậy thôi. Giải ra m thì giải như sao trời, rồi m lớn hơn 1 luôn rồi đúng không? Mày phải mấy người phải biết giải nha em, không nói cái này mấy người bắt tôi giải cho mấy người nữa. Câu D rồi. 21, miền không gạch chéo không kể bờ D, không kể bờ D là phải loại liền câu B câu C ra, nên tại câu B câu C là kể bờ D. Rồi bây giờ mình hoặc là A hoặc là D thôi. Bây giờ mình sẽ lấy tọa độ này thế vô. Cái một cái tọa độ 42 nè. Được chưa? Lấy điểm A 42. Thế vô đây coi cái nào thỏa mãn. Cái này 4 trừ 2, cộng 22 nhân 4 là sai rồi. Nó phải lớn 4 mới đúng, nên nó bán là D. 20 liệt kê các phần tử của x thì mình phải giải phương trình này ra mới liệt kê được. Nhưng mà lưu ý đây là số nguyên nha. Số nguyên. 2 nhân 5 2 ra 2 với 1/2 cho nên đáp án là câu C. Nó không thể là D vì sao? Vì này là số nguyên em. Nói rõ ràng là lấy số nguyên. Đọc cho kỹ cái đề coi, lấy số nguyên. Được chưa? Đọc mình phải hiểu cái thuật ngữ người ta nói. Câu 23, phần không gạch chéo kể cả biên. Kể cả biên. Kể cả biên cho nên không có cái nào mà không kể biên là sai. Đúng chưa? Cái nào mà không kể biên là sai. Cái này không kể biên, cái này không kể biên. Đồng ý không? Câu A nó có cái này không kể biên, còn câu B nó có thằng này không kể biên. Được chưa? Hỏi qua câu B tại vì mình cần kể biên mà. Vậy bây giờ cái con nào các em nhìn á là mình thấy cái khoảng trống ở trên này nè, nó là thằng y dương. Các em hiểu không? Cái phần này là thằng y dương nè, cho nên thằng x dương là sai. Chỉ thế là thằng y dương thôi đó, hay không có cần vẽ cái gì cả, nhìn phát biết luôn. Vô vào suy luận, vô vào suy luận. Còn nếu em rảnh em ngồi em vẽ ra từng cái, nhưng mà như vậy hiểu quá lâu, em phải suy luận nhá. Được chưa? Em phải suy luận. Còn nếu bây giờ em giả định em nói à câu D phải này, câu D nó phải kiểu như là phải bỏ bên đây, bỏ bên đây do ít dương mà, nhưng mà này tức là cần y dương thôi đó. Ở 24 phát biểu nào sao là đúng nếu A này là bên đề B Siga Q thì hàng B là đủ để có Q,
Thằng Q là cần nếu có B, vậy câu này đúng. Tứ giác ABCD là cần. Tứ giác ABCD là cần và đủ là sai rồi. Câu A, câu B không thể nào. Tứ giác ABCD là điều là có hai đường chéo bằng nhau là điều kiện đủ là sai, đó là điều kiện cần thôi. Cho nên điều kiện đủ đúng là phải là D. Thằng tứ thằng thằng đầu tiên nó phải là cái đủ để có cái sau. Rồi chưa? Còn điện đủ với cận tôi nói thật sự mấy người, để mấy người hiểu cái này không thể nào giải thích trong một video, không thể nào hết. Cái này là theo về phần logic học. Rồi em phải học, em muốn học logic học là phải có một cái gì đó em học rất nghiêm túc em mới hiểu được logic học thôi. Câu 25, tính tổng của vector này hiện giờ thì gom nha. Chắc tôi sẽ gom connect thằng MN connect với NB đi. Còn hàng BQ connect với hàng QG đi. Rồi giờ connect MN quốc với NB ra NP. Đúng không? MP. PQ với QG là ra PG. Rồi cộng cho cái G nè. Rồi cộng tiếp nha. MB với BR ra MR. MR cộng RN cuối cùng là ra MN các em. Cho nên bài này là câu B. Này, quy tắc cộng 3 điểm. 26 biết rằng có phân 2 mà 1 phần 3 tính ra chữ biết như này. Họ ra cái câu 26 này không cần bấm máy. Em ghi lại thức như nè, sin bình x sin bình alpha cộng cho cos bình alpha. Các em tách cái này ra. Các em tách cái này ra. Cộng cho hai cos bình đúng không? Đồng ý hay không? Thì cái này nó ra một rồi. Nghe một cộng cho hai cos bình là hai nhân cho 1/3 bình, hai nhân 1/3 bình là nhiêu? 11/9 à, như là C. Ok, đó là cách, đây là cách đầu tiên, đó là em phải tách nó ra. Mình còn một cách nữa là mình ship xô mà bấm cos x, nhưng mà bấm cos x cái này nó không có độ gì cho em ship xô đại đi. Nó đâu có cho điều kiện alpha đúng không? Thì em xếp số đại đi, em cho 99 luôn đi. Em chơi máy cũng được chứ. Rồi em nghe nghe, xong ra ngoài em bấm có sin bình alpha cộng 3 cos bình alpha. Đó. 11/9 là C. 27 cho tam giác ABC có ba cạnh, tính góc BAC. Cái này mình sẽ lấy cos rồi mấy em. Cái góc BAC á là cái cos A đúng không? Nó sẽ bằng B bình cộng C bình trừ A bình chia 2 BC. Vậy cái này là C, cái này là B, này là A. Rồi đưa vô. Nhưng mà mấy em á, bỏ A đi, em cho A bằng 1 luôn cũng được nữa. Chả có gì. Tại vì bây giờ A bằng mấy thì cái góc nó cũng sẽ không đổi đúng không? Cho nên em cho A bằng 1 luôn. Đó, quá ngon. 3 nhân căn 7 đúng không? Nó ra nhiêu đây em? Chết mồi rồi. Sao nó ra xấu vậy? À tôi để gọi lộn rồi. B bình cộng C bình mà. Như vậy cái này là một bình. Một bình. Tôi khùng. Này là trừ căn 3 bình mới đúng. Vậy này là 2 nhân 1 nhân căn 7. Rồi. Ủa? B bình cộng C bình. Đúng rồi. À. Này căn 3 phải tại tại nó làm ngược. B bình cộng C bình là một bình cộng căn 3 bình. Đâu tôi cũng bị khùng khùng. Căn 7 bình chia cho 2 nhân 1 nhân căn 3 xem không cảm. Trừ căn 3 chia 2, em bấm shift code của trừ căn 3 chia 2 đi, ra 150 độ của B. Câu số 28 tính diện tích tam giác khi biết ba cạnh. Cái này là xài hay gông, mình xài hay gông hay xài gông cho con nha. Tôi sẽ gán cái này là A, rồi tôi gán 12 là B, rồi tôi gán 13 là C. Xong tôi lấy A cộng B cộng C chia 2 nên tôi bằng, tôi gán D
lấy căn của D. Đó là cái cách thầy bấm nhanh nha em. Đây là cái cách mà thầy bấm nhanh. Em có thể em nói thầy ơi, tại sao mà em thầy em phải gán giống như thầy? Em có thể không gán, đó là quyền của em. Và thầy cũng có quyền làm là của thầy đúng không? 30, cụ B. Câu 29 cho tứ giác ABCD có bao nhiêu vectơ khác không có điểm cầu điểm cuối là để các đỉnh của tứ giác, vậy mình đếm nha. Mình sẽ đếm đây, ABCD. Đây, chúng ta sẽ đếm rồi chúng ta có đếm là vectơ AB, vectơ BA, vectơ BC, vectơ CB, vectơ CD, vectơ DC, vectơ DA, vectơ AD là 8 vectơ rồi đó. Cộng thêm ha, cộng thêm 4 cái vectơ này nữa nè. AC, CA, BD, DB nữa là 12 vector. Đó. Đó. Nó kêu kể bao nhiêu vector mà. Thầy từ 4 này, 4 điểm này mình sẽ có 12 vector. Thầy vừa nói 12 vector đó, nếu em nghe không kịp em tua lại đi. Rồi. Tiếp theo là câu 30, gọi bao tôi suy luận luôn nè. Bây giờ cái này là kể cả bờ đúng không? Kể cả bờ là thằng nào cũng kể bờ hết rồi, mình không loại đường nào hết. Đúng chưa? Bây giờ tiếp theo mình sẽ phải thế cái không không này vô để coi kiểm tra coi. Các em hiểu không? Tức là cái miền nghiệm á nó phải chứa cái không không này cả hai thằng. Thì thằng này là không nhỏ hơn bằng 2. Không nhỏ hơn bằng 2 là đúng nè. Còn này là không nhỏ hơn bằng 2, không lớn hơn bằng 2 này là sai. Hai thằng này không lớn hơn bằng 2 là sai rồi, khỏi kiểm tra nữa. Thằng này không lớn hơn bằng 2 là sai luôn. Cho nên trong 4 đáp án này chỉ có đáp án A là đúng thôi. Đó là tôi nhìn cái không không này tôi nhìn thấy luôn đó. 31. Tính độ dài cạnh AC khi mà cho hai góc. Trời ơi nhìn là biết xử lý sin rồi, cho hai góc một cạnh. Thầy khá có là AC chia sin B bằng AB chia sin C. Rồi, được không? Vậy này là AB là 3 nhân sin B nhân sin 60 chia sin C sin 45. 3 nhân sin 60 chia sin 45. Ba căn 6 chia 2 là B. Có 32 gọi MN lần lượt là trung điểm của cạnh AB và AC có tam giác đều. Mỗi cặp vectơ là sẽ đi cùng hướng. Giờ mình phải vẽ ra. Mình phải vẽ cho mình mới thấy được chứ. A, B, C. MN là trung điểm của AB. Đây là M. Đây là N. Bây giờ mình đây là đúng. AB bằng MB là đúng. Đúng rồi. AB với MB là hai vectơ cùng hướng em. Nó hỏi mấy hai vectơ cùng hướng mà chứ thể là AB với MB hỏi mấy thằng quỷ kia ngược hướng hết rồi. AB là hướng xuống này đúng không? Còn MB cũng hướng xuống này luôn, hai này cùng hướng phải rồi. 33. Đây là một bài thuộc về tập hợp. Đó, các phép toán cho tập hợp. Rồi, giờ mình vẽ này ra. Này trừ vô cùng tới 0. Cái này là 4 nhân vô cùng đúng không? Cái này là màu vàng. Đây là tập A nha. Bây giờ tiếp theo là tập trừ 2 năm. Trừ 2 năm là màu xanh. Vậy bây giờ lấy phần chung giữa màu vàng với màu xanh là mình sẽ lấy trừ 20 với 45. Cho nên đáp án là C. Được chưa? Đáp án của thầy là C. 33C. Câu 34. Câu 34 mình xác định mấy cái đỉnh của đa giác đi em. Nó nói là cái phần không gạch đúng không? Cái phần không gạch là cái phần hệ tọa màu vàng nè. Còn cái phần nó không có gạch, phần tọa màu vàng. Và mình phải xác định bốn đỉnh của đa giác. Cái điểm đầu tiên là điểm A là 0,5. Đồng ý không? Là điểm này. Điểm trên này nè. Tiếp theo là cái điểm B 24. Tiếp theo là điểm C là 40. Mày cái nó bị gì đó. Cuối cùng là điểm O 00. Rồi mình thế bốn điểm này vô mình coi cái nào làm cái này lớn nhất là xong rồi em. 3x trừ 2y nó sẽ chỉ đạt mắt min tại những đỉnh của đa giác mà thôi. Rồi thấy A là 0,5 nè. Trừ 9
Để đó đi, tôi nghĩ không phải đâu. Lớn nhất mà sao trừ 9 được? 24 trừ 1 có nè, nhưng mà từ từ để thử có 4 không luôn đi. 4 không, 13, 0 không nghĩ ra 1 rồi, cho nên mắc là 13 là D. Ok, 35 cái khúc này nè, cái khúc tô này nè, nó là cái A giao B hiệu C đó mấy em. A giao B là nó ra cái cục màu vàng, ok chưa? A giao B là nó ra cái cục màu vàng. Xong rồi em mới đem cái cục màu vàng này nè, em hiệu bỏ thằng C là mới ra được cái cục mà mình tô màu xanh nè, đó. Cho nên đáp án này là A giao B hiệu C là B. Câu 36 cho 3 điểm thuộc ABC, mệnh đề là sao đi đúng. Theo thầy mệnh đề đúng là câu C. Tại vì mình xếp lại là vector CA cộng vector AB thì nó sẽ bằng vector CB các em. Ok, 36C. 37 cho hình bình thành ABCD, mệnh đề là sao đi đúng. Mình phải vẽ ra mới được, chứ mình nhìn một hồi mới mình không biết đâu. Mình phải vẽ ra. Đoạn này sẽ đúng. Bây giờ nó kêu em lấy vector AB trừ vector BC thì em phải làm nè, em không có học phép trừ đâu, em phải đổi lại vector AB cộng vector CB. Thì bây giờ vector CB là thầy sẽ thế nó bằng vector DA các em. Hiểu ý thầy nói không? Cho nên vector AB cộng vector CB á là bằng vector AB cộng vector DA. Mà vector AB cộng vector DA là vector DA cộng vector AB. Mà vector AB cộng vector DA là ra vector DB. Đó. Cho nên đáp án là câu A là vector DB, làm 7A. 38. Rồi 38, 39, 40 là phải giải kỹ nè. À, đầu tiên là tôi câu 38 là tôi sẽ bình tĩnh, tôi sẽ mở phần mềm mà tôi dựng cho mấy người kỹ nó mấy người hiểu. À, tôi sẽ dựng kỹ nha, tôi sẽ dựng tam giác đều góc đều cho mấy người coi luôn. Rồi, có mà vấn đề là mấy người bây giờ vấn đề là mấy người hiểu ok. Giữa cái hiểu hiểu xong rồi mà cho một cái bài khác mà làm được đó là một chuyện của các em. Hiểu ý thầy nói không? Đó, ví dụ giờ tôi là giáo viên dạy bơi. Tôi dạy cho mấy người hiểu rồi đó. Hiểu phương pháp bơi, hiểu các kỹ thuật bơi. Nhưng mà mấy người cũng phải uống nước một vài lần thì mấy người mới có thể tự biết bơi. Ý là vậy đó. Chuyện sao nhức đầu với ta thì ạ. Rồi à, tôi sẽ vẽ một cái tam giác đều nha. Tam giác đều ở đâu ta? Mo. Ok, đây là một tam giác đều. Tắt hết mấy cái này đi, nhìn thấy gói ghiền quá, nhìn thấy gói ghiền đội hình quá. Tôi tắt cái tên luôn đi, nó hiện cái gì mà show poly một gì nem đâu à, show number làm sao bỏ cái nem này ra ta, làm sao người họ bỏ cái nem poly này ta, nhìn cái tên poly này ghét quá. Nó cãi đi, coi như là tam giác ABC, là tam giác đều ABC nha. Bây giờ nó gọi H là trung điểm BC đúng không? Nó gọi H là trung điểm BC. Ok, H là trung điểm, bây giờ mình chấm trung điểm BC đi. Đây là H, nói tên. Rồi bây giờ nó kêu mình tính độ dài của vector CA trừ vector HC. Bây giờ mình phải đi tính cái này trước một cái, mình trước khi mình tính độ dài nó mình phải đi tính cái tổng của nó một cái. Đồng ý thầy không? Rồi cái cách mình làm á, cái cách mà thầy hay suy nghĩ là bây giờ tôi muốn tính cái này đúng không? Là tôi phải lấy vector CA
Đó. Mà tôi cộng với TCH coi cộng được không. Rồi, tôi lấy cái TCA tôi cộng với TCH. Rồi giờ tôi làm sách tính. Tôi sẽ coi vector CA là vector gì. Vector CA là vector này đúng không? Rồi, dấu vector đâu? Vector CA là vector hướng từ C xuống A. Ok, vector CH là vector xuống từ C xuống H. Và làm sao cộng hai vector này lại đây? Theo tôi nha, là tôi sẽ làm như thế này. Đó là tôi sẽ đi tạo một vector giống vector CH. Đó là từ đây tôi dựng song song với cái vector CH nè. Hiểu không? Đó, tôi tạo ra một cái vector AD chẳng hạn. Hiểu không? Vector AD với vector CH là hai giọt nước. Thì bây giờ CA mà cộng CH này nó là vector CA cộng cho vector AD. Đồng ý hay không? Với cái vector AD là nó bằng vector CH đó. Được chưa? Mình đã tạo mà, mình có quyền tạo, tôi có quyền tạo mà. Thì hai thằng quỷ này cộng lại nó ra vector CD các em. Rồi bây giờ nhiệm vụ của tụi mình là đi tính độ dài của vector CD là mà thôi, mình tính được độ dài nó là coi như thất bại rồi. Giờ làm sao mà tính? Dễ ợt. Bây giờ em có thằng CA. Thằng CA có phải là tam giác, thằng thằng ABC có phải là tam giác đều cạnh A không? Mà thằng CA này là một, nó là cạnh A, cạnh A thì ký hiệu nha, thằng CA là một rồi, em cho A bằng một giùm này đi. Còn thằng AD á là nó bằng CH là bằng 1/2. Đúng không? Đồng ý hay không? Tại vì H nó chung điểm BC, thằng quỹ CH nó bằng 1/2. Và bây giờ em có cái góc này nè, cái góc bự này nè, nó phải là nguyên cái góc này là 60 đúng không? Thì cái góc bự này nè nó phải là 180 trừ 60, nó phải là 120 mấy em, là do nguyên cái góc mà thầy đang chỉ nè. Thấy cái góc cái tay thầy đang chỉ không? Nó phải là 120 trừ 60. Được chưa? Nguyên nói chung là nguyên cái góc bự này nó phải là 120. Ok chưa? Nguyên góc bự nó là 120. Đó. Đó, ý thầy là vậy đó. Còn nếu nếu em nói là thầy ơi, thầy làm sao biết? Nếu nếu mà nói chứng minh ra đó thì nó hơi dài nha, chứng minh ra để thầy nói nè, để thầy tạo ra đây đi đó, em thấy là nguyên, em đồng ý với thầy không, là nguyên cái hàng bự này nè nè là hàng quỷ này nè là 180 đúng chưa, nguyên này là 180 đúng chưa, nhưng mà hai góc này là hai góc bằng nhau, hai góc bằng nhau thì góc này 60, góc này 60 thì hai góc kế bên cũng phải 60, cho nên góc này phải là 120. Được chưa? Đó là suy luận của thầy. Thầy nói để em suy nghĩ đó. Cho nên thầy có cái góc CD CAD là 120, thầy sẽ tính được CD. Đó là suy nghĩ của thầy. Rồi quất vô tìm CD là bằng căn của một bình cộng 1/2 tất cả bình trừ 2 nhân 1 nhân 1/2, tôi sẽ lấy cos nha. Nhân cos 120. Rồi. Nhưng mà nếu 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 mấy người có cách hay hơn thì mấy người làm cách của mấy người nghe, đừng có làm theo tôi. Ok. Là như mùng 2 nữa. Không phải lúc nào làm theo đúng ông thầy, làm giống ông thầy cũng là tốt nha em. Mình cũng có một suy nghĩ riêng của mình nhớ. Căn 7 chia 2, ngon, là câu D. Đó, đây là giải của thầy ở câu 38 nha. Rồi. Giờ tới câu 39, tôi làm biến, tôi giải máy và tôi giải tay đi. Cho hình vuông ABCD cạnh A. Cạnh A là em có cạnh 1 đi. Đây, ABCD. Rồi. Bây giờ nó là tâm O đúng không? Người em có vector OB cộng vector OC là bằng gì? Cũng vậy thôi, em tạo giống như thầy tạo thôi. Từ đây em tạo một vector giống vector OC, đặt này là E. Thì OB cộng OC nó sẽ bằng ra OE. Mà OE thì nó bằng luôn AB, cho nên đáp án bài này là dễ. Câu 39 là câu A rồi, không có gì khó cả. 39 là A. Này nhắc lại là vector OB cộng vector OC là ra vector OE, mà vector OE thì nó bằng luôn độ, nó bằng luôn vector AB, các em nhìn được không? Mình nhìn trên cái hình á, vector OE nó sẽ bằng vector AB.
cho nên nó bằng luôn độ dạ B là câu A. Câu 40, gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh quyền là 12, tính độ dài vector GB cộng vector GC. Câu này căng nha. Bây giờ tôi sẽ vẽ tam giác vuông ra. Tôi sẽ vẽ tam giác vuông ra cái đi. Tôi vẽ trên hồi tình hình này đi. Cho mấy người dễ hiểu, được chưa? Tôi sẽ vẽ tam giác vuông trên hình này cho mấy người dễ hiểu nha. Ok. Rồi bây giờ mấy người phải hiểu một điều nè, cái trọng tâm là cái quái gì, nó là giao nhau với hai đường trung tuyến, được chưa? Nó là giao nhau với hai đường trung tuyến. Vậy bây giờ thầy sẽ chấm một cái trung tuyến của thằng tam giác này vuông cạnh quyền BC, như vậy là tam giác này vuông tại A rồi các em. Tam giác này vuông tại A nha, tam giác này vuông tại A. Thầy đổi cái tên của B lại, tam giác này phải là tam giác vuông tại A. Này là B đi. Đó, em thấy là BC là bằng 12. Vậy bây giờ thầy giải thích nè. Cái thằng trọng tâm của em á là nó sẽ có tính chất này nè. Nó sẽ nằm trên cái đường trung tuyến và nó sẽ nằm ở tỷ lệ 2/3. Thì bây giờ thầy sẽ gọi M là trung điểm BC nha. Thầy sẽ gọi M là trung điểm BC. Thầy sẽ gọi M là trung điểm BC. Ok. Thì cái thằng quỹ trọng tâm á, nó phải nằm ngay tầm ngay chỗ này nè, nằm mé mé ở đây nè, nó là giao nhau với hai đường trung tuyến đó. Thằng trọng tâm G nó phải nằm ở đây. Các em phải hiểu là thằng trọng tâm á, nó sẽ chia cái độ đường trung tuyến là làm ba. Cái này là tính tất trọng tâm, là tôi không có nói nữa nha, mấy người phải tự hiểu nha. Tức là thằng GM nó phải bằng 1/3 AM và thằng AG nó phải bằng 2/3 AM. Mấy người phải biết cái đó rồi. Tôi mặc định là mấy người biết cái đó. Vậy bây giờ cái đề yêu cầu rất là đơn giản thôi. Cho BC bằng 12, kêu tính vector GB cộng vector GC. Đó. Vector GB cộng vector GC. Đó, giờ làm sao tính? Làm sao mấy người tính? Vector GB cộng vector GC nó sẽ ra được 2 lần gạch vector GM. 2 lần vector GM. Thầy đã dạy cái này trong tính chất trung điểm rồi. Với M là trung điểm của đoạn thẳng BC, thì với G là một điểm bất kỳ nằm ngoài, thì mình chúng ta sẽ có vector GB và vector GC sẽ bằng 2 lần vector GM. Chứng minh quá dễ để chứng minh. Tôi chỉ cần chèn vector vô đây. Tôi chứng minh cho mấy người cái đẳng thức này cái nha. Tôi chứng minh cho mấy người hai cái đẳng thức này cái. Vector GM, vector GB là vector GM cộng vector MG MB. Đồng ý hay không? Còn vector GC á là vector, em cũng chèn điểm M đi luôn, nó vẫn là vector GM cộng cho vector MC. Đúng không? Thì GM cộng GM là kiểu như hai GM rồi. 2GM. Còn MB cộng MC khỏi bàn, hai này là hai vector đối nhau, cộng nhau là vector không rồi. Đó là lý do vì sao thầy chứng minh cho em hiểu cái này bằng này. Ok. Rồi bây giờ mình có hai lần GM đúng không? Vậy bây giờ mình tính độ dài 2GM thôi. Được chưa? Rồi bây giờ thầy tính GM cái nha. GM có phải bằng 1/3 AM không? Đồng ý thầy không? GM là 1/3 AM. Mà AM á, AM nó sẽ bằng 1/2 BC do tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông. Đường trung tuyến trong tam giác vuông là bằng cạnh quyền chia 2. Em học tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông. Bằng 1/2 BC cái nữa. Vậy là cái này bằng 1/6 nhân 112 là bằng 2. Đó, GM bằng 2. Cho nên 2 lần GM là bằng 4. Như vậy đáp án là 4 nha. Đáp án đề của câu 40 là câu D. Ok, đây là cái suy nghĩ của thầy thôi. Nếu em có lời giải hay hơn, cứ làm. Rồi nha. Đây là lời giải để cho em tham khảo cái tư duy, cái suy nghĩ của thầy. Rồi, và mong rằng các em sẽ có một cái vật liệu để các em suy nghĩ. Và chúc các em sẽ học tốt. Bye bye.